Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình rất vui được chia sẻ với các bạn một cái cặp lông mày rất là đẹp của một bạn gái rất là xinh. Đây là công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay, các bạn có thể nhìn thấy hair shock, công nghệ siêu thực. Công nghệ này có một cái khác so với những cái công nghệ trước, đấy là nó có cái hiệu ứng 3D rất là rõ, các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng là đậm ở phần giữa và nhạt dần ra phía bên ngoài. Các bạn nhìn thấy lông mày nó sẽ có cái độ tự nhiên, và sau khi bong ra ấy, thì cái hiệu ứng này vẫn còn, các bạn có thể nhìn thấy giống y như cái lông mày thật của mình, nó không khác với lông mày thật. Còn với lông mày điêu khắc thì cái hiệu ứng 3D nó sẽ không rõ và các cái sợi này sẽ không bay bổng mềm mại được như là công nghệ hair shock. Đây là một sự khác biệt rất là lớn. Hiện nay trên thế giới thì công nghệ này đang rất là hot, và tại DK thì điều này đã trở nên rất là phổ biến rồi, bởi vì là DK đã phát triển công nghệ này được vài tháng nay và được khách hàng rất là ưng ý. Mong rằng là tất cả khách hàng sẽ đón chờ công nghệ này và ủng hộ cho DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.